Ủa, chị mèo đâu rồi trời? Hồi nãy về chung mà sao kỳ vậy trời? Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu hiệu. Ghê luôn á. Mà vậy thôi, sẵn quay rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin lỗi Khánh hơi cay. Chờ người nơi ơi. Tại vì hôm nay Khánh mới đi qua với chị Mèo, về qua từ sáng đến tối luôn. Rồi bây giờ bụng đói meo luôn. Thì có ghé mua được hộp ché với lại kiểu bánh tráng này nọ nè. Chị Mèo có nói là chừng nào có chị Mèo thì hai đứa mới ăn chung. Mà nãy giờ ngồi chờ hoài luôn. Chị Mèo không có về tại giờ đang ở khách sạn. Mà đây dùng sâu dùng xa nữa. Bây giờ là mua được mấy cái này làm thấy đáng mà ăn để mà dằn bụng để mà ngày mai có sức mà quay tiếp. Mà giờ chị Mèo chưa về, chẳng lẽ bây giờ Khánh ngồi Khánh ăn hết một mình sao? Thôi bây giờ tranh thủ lúc không có chị Mèo thì coi như là mình cứ ăn đi rồi mình về mình nói là mình nói sao Khánh? Mình nói sao em? Em nói là mình nói sao nè? Em nói là phải chờ chị Mèo, tại vì em là đứa biết trên biết dưới, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng luôn không biết mình là ai và đang nói gì đúng không? Thì tại vì em nói là em chờ chị Mèo về để ăn chung với em á. Em ơi, sao quay đây nó xa sâu quá, không có cái gì ăn. Nè có chén nè chị Mèo. Thôi. Ê, nhả ra. Sao vậy? Khánh. Cái gì vậy? Nhả ra em. Thôi em muốn quà. Khánh, chị dặn sao? Trời ơi, chị nói bao nhiêu lần rồi đi quay đừng có ăn vậy. Nhưng sao? Em ơi, giờ chuyển cảnh một hồi nữa quay nữa rồi em phải cho mặt chị. Nó ghét nhất là cái cảm giác mà ngồi, em biết không? Em ngồi kế một cái người mà miệng hơi có môi. What? Miệng mồm hay cái gì đó. Cái gì? Cái hơi thở. À hơi thở. Có vấn đề. Mèo. Ơi. Tụi mình là chị em ruột. Ruột? Nhưng mà cái này phải nói thiệt. Nhưng mà bây giờ em nói quá giờ sao? Bây giờ có cái cách nào mà để cho em cảm thấy là giờ em ăn uống thoải mái mà không có để là cái mùi hôi khi mà nói chuyện với người khác, những cái người đối diện với mình không? Em ước đi coi có cách gì không? À, ngay trong cái thời điểm sinh nhật của em bây giờ em ước là... Đúng rồi. Ước thành sự thật hả? Dạ con ước là bây giờ con ăn chén lát nữa con quay không có bị hôi miệng, không có phà cho mặt. Điều ước của con sẽ trở thành hiện thực. Ủa đâu ra vậy? Em ơi, này trợ lý mua cho chị. Mà lúc nào chị cũng dằn ở đằng sau túi vậy đó hả? Tại vì chị đi ở ngoài cửa nên là chị nghe cái mùi này chị chịu không nổi, chị mở ngay cái giỏ chị lấy ra cho em. Hay quá à. Em biết không, cái này á hả, là chị là cái này là bủ bối của chị luôn. Bủ bối hả chị? Bủ bối thần kỳ. Trời hay quá chị. Đâu đọc chị nghe coi. Cho răng trắng sáng tự nhiên hơn sau 2 tuần. 6105531. Cái gì vậy? À không, này mã code, mã vạch em xin lỗi. Quá. Đây. Listerine Healthy Bright cho răng trắng sáng tự nhiên nè. Đây 250ml 68.000 một chai. Này dùng Healthy Bright chủ yếu để răng luôn trắng sáng. Do răng trắng sáng là benefit nổi bật nhất của dòng HB. Bên cạnh đó hơi thở cũng thơm mát nhờ chiết xuất của chanh và muối. Tự tin chấp hết đồ ăn vừa màu vừa mùi. Em ăn cái gì em ăn, em chỉ cần xúc miệng qua cái là nó hết. Vậy hả? Thơm liền. Trời sao mày hay quá ha. Trời hồi đó giờ sao mày biết mà mày không có chỉ dẫn cho em mà mày có để em hả? Cái em ăn tùm lum tùm la rồi cái miệng em thúi rồi em gặp người này người kia em quê muốn chết. Để cho người ta cười vô mặt em. Mà bé trợ lý mua cho Mèo á hả? Không, cái này là Mèo tự mua. Vậy thôi giờ Mèo cho em nha. Không, cái này trợ lý mua cho Mèo. Mèo ơi, chia cho em nữa. Để mua cho. Quá. Các bạn, em có điện thoại cho em xíu. Alo. Dạ, em chào anh Khánh ạ. Em đến từ bệnh viện thẩm mỹ Củ Chi. Thấy anh có đăng ký coi lòng đẹp, thay đổi nhẹ nhàng, bừng sáng tương lai ạ. Dạ. Vậy giờ anh gọi anh chi vậy? Dạ, em muốn giới thiệu đi cùng bên em thì đã ký coi cái này á, thì có 3 dịch vụ. Dịch vụ răng là một lần tránh sáng trên đời. Rồi đối với dịch vụ này, bác sĩ sẽ trả một lớp bạc nano trong khoảng học. Và nó sẽ giúp cho khoảng học của mình, có dù có ăn gì, sẽ không có mồ hôi. Trời ơi, trời thiệt hả anh? Trời ơi, hay quá vậy, trời ơi. Về cái thứ hai là cái trứng siêu vi sinh, là má tóc, để tóc mọc dày và khỏe hơn. Trứng siêu vi sinh hả? Trời ơi, nghe không, nghe không? Dạ, còn gì nữa không anh, Bên em thì toàn là bác sĩ từ bên Mỹ. Thì cái điều còn lại, trong cái gói này nó là cây sáp, chống tiêm UV. Và dưới da là xong cái này thì da mình sẽ căng bóng. Về collagen và tăng năng chắc chắn, không cần sẽ kem chống nắng. Rồi hỏi đi, có điều kiện gì không? Ủa anh ơi anh, nhưng mà mình có cái điều kiện gì hay không? Tại vì giờ thật sự là mấy cái dịch vụ này em cảm thấy rất là kiểu bị lên á. Bị lên là sao? Bị vui. Ừ, hứng lên đó, em thích thú quá. Đúng rồi. Dạ. Này mình sẽ ký đề nha. Nên đăng ký đề tại bên em. Dạ. Ưu đãi 30%.
chuyển tiền cọc trước đó anh ạ. Chỉ cần chuyển tiền cọc 100 triệu thôi anh. Em sợ là anh qua bên em rồi, không còn sống nữa. Thật mà. Gì vậy? Vô tri. Cái gì vậy? Trời ơi, đây là một cái gói dịch vụ quá tốt, quá hoàn hảo. Đâu phải ai cũng có được đâu, đây là cơ hội của em thôi. Xin lỗi nha, nè, giữ đi, giữ xài đi, em không cần nữa. Bây giờ em chuẩn bị đã có gói dịch vụ cấy nano trong cái vòm họng rồi. Hả, gì? Nghe không? Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. À. Cô Chi. Cô Chi. Biết con Kimochi không? Cái con nó vô tri cỡ nào mà nó mở cái dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cung cấp sức khỏe sắc đẹp. Em nói thiệt á, mèo sống mà mèo đa nghi nhiều quá, mèo không sống có đa nghi họ. Cái đó là hiểu biết chưa? Chưa, cái này chưa đâu. Cái gì? Cấy trứng. Trứng vi sinh trùng. Trứng chi hả? Thấy nó vô lý, người ta cấy noãn, cấy vitamin, biotin, cấy protein. Mấy cái đó là những cái dịch vụ quá bình thường, ai cũng có thể làm được. Tự nhiên cái cấy côn, cái trứng côn trùng như là nó làm nó đâm trời, nó nảy lọc. Đó là những cái ký sinh trùng thì nó là nó thấy vô lý không? Cái gì? Tự nhiên cái ký sinh trùng như tóc chi mà tóc được nuôi bằng gì? Vậy em hỏi mẹ, thí dụ như bình thường mình chích ngừa đi, có phải là mình chích những cái con vi khuẩn vô không? Là thì chích vô đâu? Chích vô trong máu. Còn cái này là cấy vô đâu? Cấy vô trong não. Thấy không? Rồi mấy mà cái con nó ăn hết não hay sao? Ừ, là mèo không có hiểu biết, em nói chỉ với mèo. Xin lỗi nha, nói chỉ với mèo, em cảm giác mèo không bình đẳng cấp. Mệt quá. Mệt vậy quá. Thôi bây giờ, coi như là tạm gác qua hai cái dịch vụ đi, nó nghe nè. Còn cái dịch vụ mà nhúng sáp vô trong nhúng da. Nhúng sáp bụng người chứ đâu phải đèn cầy đâu mà nhúng sáp. Không mà tức quá thiệt á, nói chuyện không có hiểu biết. Bây giờ chị nói em nghe Khánh, lớn rồi. Thôi, Khánh. Thôi em nghe. Chết, nãy giờ em chưa tắt máy thôi, em tắt. Không, em để nó đi cho người ta thấy. Bây giờ mà nếu mà em cắt cái đoạn này ra, người ta sẽ nhìn vô, người ta nói chuyện hiếp em. Bây giờ chị sẽ giới thiệu cho em, để cho mà em đừng có nghĩ là chuyện hiếp em nữa, mệt quá mà. 15 minutes later. Hồi nãy đi quay về ghé ngang siêu thị mua luôn. Nè, tóc không? Đây. Cái này là chị xài. Cái này là nói thiệt là chị xài. Mỗi lần mà đi diễn về á ha, mà tóc mà lỡ có keo nhiều á là xài dầu xả trước cho nó qua một lớp. Sau đó là xối nước sạch, sau đó xài dầu gội, sau đó xài lại dầu xả. Bao không rụng tóc. Nhưng mà trong đây có trứng không? Trứng cái gì? Trứng vi sinh trùng. Có biotin với collagen. Đó là hai cái. Khoan. Nhưng mà cái này thì em chưa có thử bao giờ hết. Các bạn ơi, sẵn đang quay vlog thì các bạn cho Duy Khánh hỏi là các bạn có biết cái sản phẩm này không? Biết. Mà giữa cái sản phẩm này với lại trứng vi sinh trùng vi cái sinh đó là vô tri. Thì các bạn thấy cái nào ok hơn? Cái thì này các bạn ok hơn. Các bạn để lại bình luận cho Khánh nha. Cái dầu gội đó là nó có biotin, nó có protein, nó làm cho cái tóc của mình khỏe hơn và bóng hơn và chắc hơn, không bị rụng. Biết chưa? Hay quá. Ủa, có nghĩa là mèo xài nhưng mà mèo cảm nhận là mèo hiểu hết luôn hả? Có nghĩa là khi mà mèo dùng gì mèo cũng sẽ tìm hiểu công dụng của nó và sau đó mèo cảm nhận nó rõ ràng, tại vì mình là người cảm nhận sản phẩm nó rõ ràng nhất. Bây giờ Khánh sẽ phép đọc nha. Nè nè, ở này là shampoo là dầu gội đầu nè. Conditioner là dầu xả nè. Ủa vậy là nó là một đôi hả? Đúng rồi, nó là một bộ. Nó bổ sung hết tất cả những cái chất cần cho tóc và không rụng tóc, không gây nhờn ở trên đầu. Ồ, vậy là mình không cần trứng hả? No God! Khoan, nhưng mà cái sản phẩm này là nó mắc hơn 100 triệu không? Nếu mà mắc hơn 100 triệu thì em đặt cộng 100 triệu kia luôn. Em ơi, 100 triệu của em có thể mua được 1.500 cái chai này với 1.000 chai súc miệng, em hiểu không? Phải không? Chưa tính đâu, em có thể mua thêm 1.000 chai chống nắng nè, tức dễ sợ. Trời tức. Là có luôn hả? Ủa? Cái này mà... là cái mèo dùng. Hay quá vậy. Trời ơi, Ultra. Ừ, đây nè. Ultra Sea. Rai nè, Sun Cream là chống nắng nè. Dạ, đúng rồi. Nè, SPF nè, 50. Nè là BA cộng 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 3 cộng luôn. Đúng rồi. Trời. Mà em biết không, cái Neutrogena. Neutrogena. Nói gì vậy? Đọc cái hiệu cho nghe. Khủng quá, cái này người ta là Neutrogena. Neutrogena. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nè, cái này chống nắng rất tốt nha mọi người. Có rất là nhiều những người bạn của em á ra đường tôi sức kem chống nắng lắm. Trời, cái mặt nó bệt ra như hũ da ua vậy đó mèo. Thiệt cái này á, riêng cái này nó rất mỏng. Trời ơi, em sợ lắm, bởi vì hà là em đi cấy mấy cái gì vô người. Trời ơi, đừng có cấy nữa, cái xác, cái ơ đồ bậy bạ. Người chúng ta đèn cày đó. Cái này là sau khi là mình ra đường là mình xức vô hả? Mình xức trước khi ra đường. Ủa chứ phải sau khi ra đường mình mới xức chứ. Chứ vậy? Ở trong nhà mình đâu có ánh mặt trời đâu mình xức làm chi. Cái gì vậy, đi đâu vậy? Kiếm cái búa gõ mày cho bất tỉnh rồi là biến nó chuyện quá rồi. Đây nữa nè, sữa rửa mặt. Trọn bộ nó là có da là bao đẹp luôn.
cái hiệu này rất là tốt. Mèo đi nước ngoài đó, mèo đi diễn lưu diễn ở Mỹ là mèo mua cái hiệu này để xài đó. Tại vì nó sẽ làm da của mình không có bị khô. Ồ, cái sữa rửa mặt này với lại cái này nhìn cảm giác nó xịn sò quá ha. Rất xịn. Nhưng luôn. Mà xịn bằng sáp không? Em ơi, sáp là để đốt. Hiểu chưa? Trời hay quá ha. Nói cho vui vậy thôi chứ Khánh hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ những cái sản phẩm này, những cái sản phẩm rất là hiệu quả, rất là tốt. Và chị Mèo đã sử dụng hàng chi bây giờ nhìn da chị Mèo nhìn mướt, nhìn căng, nhìn không, kiểu này là có chứng nhận nha, Mèo có xài rồi. Dạ. Rất là tốt. Trời ơi, không vậy thôi vậy bắt đầu từ ngày hôm nay là chắc là Khánh phải. Ủa cái gì nữa vậy? Cái gì nó lè vậy trời? Sao sản phẩm ở đâu ra liên tục vậy? Đi siêu thị hết rồi. Ủa? Này ví dụ như là bình thường mấy bạn thì xài là Kunin và thật sự là Mèo thích cái này nhất. Ờ. Là tại vì cái này á, ví dụ như mình đang đi quay buồn ngủ. Ngủ quá Khánh ơi, buồn ngủ quá Khánh ơi, là Mèo xin 5 phút vô trong toilet Mèo. Tỉnh rồi. Hay vậy hả? Ừ. Ủa, vậy cái này là thuốc chống buồn ngủ hả? Không phải thuốc chống buồn ngủ như này. À, nước tăng lực. Không. Cái gì? Có uống đâu mà tăng lực. Thì ấy là nó là cái nước tăng lực đó hiểu không? No, cái hơi thở mình thơm mát nó sọc lên mũi làm sọc cho mình lên hả? Đúng rồi, cái thơm lắm. À, nó là khuôn nên nó mát lạnh. Ơi, có ghi rất là rõ luôn nè. Diệt sạch 99,9% vi khuẩn gây hôi miệng. Ừ, có nghĩa là không chỉ làm cho thơm miệng, ví dụ như mình nhai xin gum hay là mình nhai kẹo gì, nó chỉ làm cho thơm là do cái mùi của kẹo nó phát ra. Còn cái này nó có diệt sạch vi khuẩn, có nghĩa là nó giảm hôi miệng cho mình luôn. Mèo nghĩ là mèo sẽ tặng cho Khánh chai Kunmin này. Nó có cái vị bạc hà the mát sẽ làm cho hơi thở của Khánh thơm mát tức thì, mà còn giúp cho sảng khoái, tỉnh táo hơn nữa. Quá là phù hợp với Khánh, một con người mê ăn mê ngủ như Khánh. Cộng với cái món trước đó nữa là coi như mèo đã chỉ cho Khánh trọn bộ bí kíp Torada của mèo. Để gợi ý cho Khánh và các bạn muốn tìm kiếm những thay đổi nhẹ nhàng để bừng sáng trong năm mới này mà chỉ cần đầu tư chút xíu thôi. Nếu da của mình lung linh hơn, nếu răng của mình trắng hơn, nếu tóc của mình đẹp hơn là mình sẽ đẹp như thế nào? Ồ. Thì các bạn sẽ thích Torada. Cái gì nữa? Torada là cái gì nữa vậy trời? quá nhiều thông tin cho buổi tối ngày hôm nay. Ngày mai còn phải đi quay, còn phải học kịch bản rất nhiều nữa. Làm ơn đừng có nhồi nhét thông tin cho em nữa. Không hề nhồi nhét. Tô là gì? Tô là tóc. Tô là màu gì? Tô là tô màu. Tô là tóc. Ra là răng. Da là da nè, là tất cả những sản phẩm này gọi không là Torada. Nói gì đúng rồi, ông bà mình nói đúng rồi. Nói gì? Ông bà mình nói rồi. Nói gì? Nói trời, cái này mày phải biết luôn á, đừng có hỏi em. Ông bà mình đã nói rất nhiều lần rồi, cái răng cái tóc là gốc con người, đúng chưa? Còn da là gì? Nhất dáng nhì da. Nhất dáng nhì da, thứ ba học trò. Thứ ba học trò. Cái gì? Thứ ba là đẹp hết. Em không cần phải làm gì nữa hết á. Em ở nhà không còn mấy cái dịch vụ kia luôn. Về nãy giờ em ăn đã rồi. Thôi mà lát nữa. Trước khi quay á, này ra em mượn em hút được không? Được chứ, bây giờ này tặng em chai luôn. Tặng này. Này của mèo chứ trời, em vừa phải thôi. Nhớ này không có túi được. Em không có túi thì em chiết ra, em lấy cái chai nhỏ em chiết ra. Đỏ này bây giờ sao này mèo tặng không để em biết luôn, em nhờ trợ lý em cất luôn nè. Cho luôn á. Cho sao không vui? Cho Khánh. Cho Khánh. Thôi, cái đó của chị. Ủa giới thiệu mà không cho là sao? Trời ơi, giới thiệu chứ không phải bán. Thôi nhưng mà em thích cái này quá. Cái này chống tất cả các tia luôn đúng không? Các tia. Ủa, còn tia điện có chống được tia không? Tia điện là không có chống được, cái đó là chỉ có thợ điện mới chống được không? Giờ chỉ chỗ cho mua giảm 50.000 trên hóa đơn khi mua bất kỳ một sản phẩm nào với giá trị từ 200.000 trở lên. Vậy là giờ mình phải đưa lại hả? Trả lại đi, chỉ cho mua được nhiều hơn. Với điều kiện là mình chỉ cần nhập cái mã code. À, mã code hả? Đây nè, em có thấy mã code nè. Không. Đây nè, cái gì? À không, hàng sử dụng. À đây, 6120654 đúng không? Đừng có du tri nữa. Giờ mình mua sản phẩm thì mình nhập cái mã code nè. Trời ơi, mua ví dụ như mua trên Shopee hay gì đó, mình đặt, mình để nè, Trôn Như. Ủa là đổi tên này hả? Ủa sao bình thường là tên Khả Như mà sao hôm nay tự nhiên đổi thành Trôn Như? Trôn Như, còn không thôi là để là Trôn Khánh. Trôn Khánh. Trôn. Trôn là tham gia đó. Cái đó là Troy. Ủa? T-O-I-N. Vậy Trôn đó là Trôn gì? Johnson. Ủa vậy hả? Thôi đúng rồi, Johnson, đúng rồi. Ngoài những cái code của Shopee thì mình sẽ nhập cái code là Trôn Khánh hoặc là Trôn Như thì mình sẽ được giảm 50.000 đồng trên tổng hóa đơn 200.000 trở lên cho các sản phẩm này, đúng không? Bây giờ nó cứ mua sản phẩm mà trên 200.000 sẽ được giảm thẳng 50.000. Ồ. Nói gì cho đơn giản. Vậy là tha hồ mua luôn á trời. Thì đó, biết sao mà mày quan tâm hết cái này không?
Tại vì khi mà bên ngoài mình thay đổi á, là tự nhiên cái phong thủy mình thay đổi. Tại sao mà khi mà có vấn đề gì thay đổi về cuộc sống, con người ta hay chọn tóc để mà thay đổi. Rồi có nhiều người họ chọn, người ta bẻ răng rồi đúng không? Người ta làm răng không phải tại vì em muốn cắt tóc thì bẻ răng mình phải bẻ thì em nghĩ vậy. Tức quá rồi người ta bắt đầu quyết định chăm sóc da để thay đổi bản thân mình. Cái người ta kiểu phơi nắng đúng không? Phơi nắng rồi có người ta làm cho trắng ra. Là những cái đó nó mang lại cho mình. Ở cái đầu tiên á, thường á người ta nói là thay đổi là phong thủy là người ta không tin, nhưng mà thực sự thật không phải vậy. Chính bản thân em thay đổi thì em sẽ có được một cái năng lượng nó tốt hơn. Thì khi mà em đi làm việc á, cái môi trường làm việc nó làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn. Khi em gặp cái chuyện bực mình mà bản thân em cảm thấy thoải mái, em cũng sẽ rất là nhẹ nhàng mình với chuyện đó. Mình tự tin với bản thân mình hơn đúng không? Mình sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Còn nếu như mà bản thân mình lôi thôi lết hết, mình gặp cái chuyện lôi thôi lết hết nữa, mình sẽ bị mệt. Không, cái đó là nói về hướng phong thủy đi ha. Còn đối với em á nha, ví dụ với những cái bộ sản phẩm này là thật sự là nó giúp ích cho mình rất là nhiều, không phải là từ phía bản thân mình không đâu, mà nếu như là kiểu ví dụ như là công việc của mình đi, mình đi gặp đối tác khách hàng, tóc mình nó mượt, da mình sáng, rồi miệng mình thơm, nhìn mình sang thì ý là như kiểu cái cảm giác là mình tự tin khi mà tiếp xúc với lại người khác. Thì đó, thì chưa hết đâu, cái đó là trong công việc đúng không? Còn trong tình cảm, sắp tới ngày Valentine rồi, những bạn nào chưa có người yêu hay những bạn đã có người yêu rồi á, thì các bạn cũng nên sử dụng những bộ sản phẩm này để làm cho cái đêm Valentine nó một cách trọn vẹn nhất có thể. Tại sao phải là đêm mà không là ngày? Mình hôn đi, mình hôn người yêu. Ngày Valentine. Nhưng mà tối người ta mới gặp ban ngày. Người ta gặp ban ngày rồi mấy người ban ngày. Ban ngày người ta đi làm thì đừng có cãi. Trời ơi, còn cái này nữa hả khoe. Công nhân viên chức ai đâu mà ban ngày đi chơi. Trời ơi, học sinh là sinh viên người ta vẫn yêu nhau, người ta đi học là gặp nhau rồi. Nhưng mà trong trường thầy giám thị ba. Tự nhiên không có hôn được. Tại sao phải hôn? Thì hôn thì mới cần cái này nè, thì yêu nhau hôn. Hôn quá hà, mình chỉ cần đẹp thôi, nhìn là ngất ngay rồi, xài cái này chống nắng cũng được rồi, gọi đầu phải rồi. Phải hôn nha các bạn, mà yêu nhau là phải hôn. Trời ơi, yêu nhau hôn nhau không được, mà tóc ví dụ như nè, ví dụ nè, ngồi kế người yêu nè. Anh em vướng tóc lại cái nó bị giật ra, hiểu không? Chứ còn nếu mà cô gái tóc mượt là ví dụ vuốt một cái nó rất là sexy đúng không? Còn mấy người mà anh đó thì em thấy không? Nó rất kỳ. Ví dụ em kiểu tóc ướt nghe em thì sao? Cái gì? Kiểu tóc ướt này. Tóc ướt nhà em là ướt mặt. Rồi xong rồi phải sấy quy luật tự nhiên, hiểu chưa? Hiểu. À, mình nói cho mọi người biết là có một cái trò chơi rất là hay trên kênh 14, đó là chơi gì? Chơi trứng hả? Challenge, đó là một challenge, đó là Transform Challenge. Là khi mà các bạn chụp một tấm hình của mình chụp bình thường gửi lên kênh 14, thì kênh 14 sẽ sau một thời gian transform, bạn sẽ trở thành transformer. Cái gì vậy trời ơi? Chứ phải mệt làm là... Thôi mệt quá làm liền. Là siêu anh hùng. Siêu anh hùng hay gì thì thành cái gì đó tự nhiên trắng lên đẹp lên thành siêu anh hùng cũng được. Phải tham gia thôi. Và khi mà tham gia nếu không được nhất nhì ba thì vẫn có thể có voucher giải khuyến khích đó. Giảm giá 50.000. Quá sướng rồi, sướng quá, mua liền đi chứ trời. Chỉ cần thay đổi nhẹ nhàng thôi và mình sẽ có một cái năm rõ ràng là mừng sáng. Chờ gì nữa mà không mua. Ban đầu em định quay cái vlog này là để hỏi kiểu nói xàm thôi đó, mà không ngờ luôn bây giờ thành một cái vlog mà tư vấn luôn á. Khá là ý nghĩa luôn, cho mọi người có bí kíp để có thể đón Tết một cách rất là đẹp. Nhân văn thật sự. Yeah, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi vlog này của Dư Khánh. Và các bạn hãy nhớ like và comment bên dưới những cái thông tin mà các bạn muốn chia sẻ cùng với Dư Khánh và Khả Như nha. Hy vọng là Dư Khánh và Khả Như sẽ có thêm được nhiều video clip để cũng như là trò chuyện với các bạn nhiều hơn nữa. Và đừng quên để lại cho Dư Khánh một subscribe. Thank you, và bây giờ thì xin chào.